Rồi, ok, hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Là hôm nay mình đây. Rồi thì hôm nay mình test cái máy này, tiện thể mình sẽ quay cái clip lại cho mọi người đó nhé. Và hiện tại thì bên mình chỉ còn mẫu máy này nhé các bạn nhé. Hiện tại thì mình đã chỉ còn mẫu mẫu này và mình đã xóa luôn, nên mình không làm cái mẫu mà bản nhám 25 nữa nhé. Hiện tại thì tất cả những cái dòng máy này, đó, riêng dòng máy này sử dụng nhám 30 nhé, nhân 762. Đây. Rồi, ok. Cái này thì khi mình gửi hàng ấy thì mình sẽ gỡ cái này ra nha, và mình có đánh dấu sẵn ở đây này. Đó, các bạn về các bạn chỉ việc gá nó vào và đúng tới dấu mực ấy, thì các bạn sẽ siết lại, được chưa? Đó, bạn sẽ siết chặt nó lại nhất có thể cho mình nha. Rồi, ok, thì máy này nó sẽ có hai phần mài nhé các bạn nhé. Nhất là phần mà mài nhám đai đây thì mình không nói nè. Đó, nó sẽ sử dụng bốn lô này, và nó sẽ thêm một cái nhám đĩa bên này nữa. Thì tùy các bạn thôi, các bạn bạn nhám nhám thô thì sẽ mài thô, nếu các bạn gắn đánh bóng thì sẽ đánh bóng. Đi kèm máy nó sẽ có hai khóa để chúng ta thay cái nhám này nhé. Và máy này thì khi mình gửi kèm, mình sẽ gửi kèm hai khóa này, một miếng nhám đỏ bên này nhé, và hai sợi nhám đi kèm theo. Đó, nên là các bạn lưu ý kỹ cho mình chỗ này nha. Đó, linh kiện đi kèm theo chỉ có như vậy thôi. Rồi, và các bạn mua thêm thì mình sẽ bán thôi. Cái này nó có rất là nhiều loại nhám luôn, bạn nào cần số bao nhiêu thì cứ liên hệ trước mình sẽ tiến hành báo giá cũng như là tư vấn thêm cho các bạn. Rồi thì hiện tại cái này mình sẽ sử dụng sợi nhám này nhé để mình mài nhé. Rồi, và gắn vào thì cũng đơn giản cực kỳ luôn, nhưng mà các bạn lưu ý cho mình nó sẽ có một chiều mũi tên nhé, và các bạn sẽ gắn làm sao máy với mình luôn sẽ đi từ trên xuống dưới nhé. Đó, và các bạn gắn làm sao khi nó chạy thì nhám chiều mũi tên nó sẽ đi từ trên xuống dưới đúng như vậy luôn. Rồi, ok, gắn nhám thì cực kỳ đơn giản, các bạn chỉ việc đây mình có làm cái tay cầm này, đó các bạn chỉ việc ấn xuống thì nó sẽ hạ chỗ này xuống, và khi các bạn đó các bạn gài nhám vô thì ở đây chúng ta nên gài trước vào chỗ này, tại vì nó chỗ này nó có mặt bàn nên nó hơi khó gài đó, các bạn nên gài trước vào đây. Rồi, sau đó các bạn ấn chỗ này xuống nhé. Đó, rồi các bạn căn cho nó bằng nhau sơ sơ một chút, rồi khi đó các bạn thả ra thì ở đây bên này sẽ có một cái cây ti để nó bên lên trợ lực cho chúng ta nhé. Đó, tiếp theo nữa thì các bạn sẽ đề ba trước một ngoài vòng. Rồi, ok, sử dụng thì rất là đơn giản luôn, chỉ việc cắm vào ổ điện thôi. Rồi, và bây giờ các bạn bật công tắc thì máy sẽ chạy, và máy này có điều tốc luôn nha. Động cơ của nó thì tối đa được 6.900 vòng, và cũng như là công suất là 600W nhé. Đó, cho bạn nào cần tham khảo. Còn hiện tại bây giờ thì mình sẽ mài cái con ốc này nha. Do cái nhám này nó không được thô lắm ấy, nên là mài tốc độ ăn mòn của nó sẽ không nhanh bằng những nhám thô, tại vì cái này khách người ta lấy những cái nhám mịn thôi. Đó, giờ thì mình sẽ tiến hành mài luôn nha các bạn. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành bật máy lên. Và các bạn sẽ chỉnh tiêu tốc ở đây nha. Cái này thì các bạn phải chỉnh đúng tới một cái ngưỡng nhất định nó mới chạy nha. Ví dụ khoảng tầm 30 thì nó mới bắt đầu máy nó chạy được. Đó, sau đó khi mà đủ rồi thì các bạn giảm xuống được. Đó, tùy chúng ta thôi. Giờ thì mình sẽ mài nhanh, mình sẽ để trên này. Rồi, ok, một điều nữa khi các bạn thấy này, ở đây nhám đang hơi ra ngoài chút này, chúng ta sẽ chỉnh vô nhé. Ra vô cái nhám thì chúng ta sẽ chỉnh ở đây nha. Đó, bây giờ thì mình sẽ xoay cái này thì các bạn sẽ thấy nhám nó chạy vô này. Rồi, ok, đây mình sẽ hàn màu ốc này nha. Đó, cực kỳ nhanh luôn, do một phần là nhám này là nhám mịn nữa, nên là khi mài xong thì nó rất là bóng đó, chứ nó không phải là nhám thô. Rồi, rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành đánh bóng nha các bạn nhé, mình sẽ đánh bóng tạm ở đây đi nha. Rồi, rồi các bạn thấy chưa ạ, sáng bóng tinh tường luôn đó, bóng láng luôn. Rồi, ok, tắt máy thì các bạn chỉ việc tắt công tắc thôi. Rồi, ok, thì máy toàn bộ quá trình ráp máy này khi nào xong hết thì mình sẽ thông thường mình sẽ quay clip lại cho các bạn nhé, và gửi cho các bạn xem trước, sau đó khi bạn duyệt hết rồi thì mình mới tiến hành gửi hàng cho các bạn, nên là các bạn yên tâm về cái vấn đề chất lượng nhé, và lỗi vặt thì sẽ không có trường hợp lỗi vặt xảy ra, nên là khi các bạn mua hàng thì các bạn sẽ cực kỳ yên tâm về cái vấn đề này, bên mình đều test kỹ lưỡng hết rồi mới gửi cho các bạn nhé. Rồi, một điều nữa là bạn nào có thắc mắc thêm về con máy này thì các bạn có thể comment trực tiếp phía dưới clip nhé, mình sẽ tiến hành tư vấn cho các bạn. Còn không thì mình sẽ để những cái số hotline trên này, bạn nào cần thì có thể gọi điện trực tiếp cho mình luôn để mình hỗ trợ các bạn nhanh nhất có thể. Rồi, còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.